Hello mọi người, hôm nay là ngày thứ năm rồi. Mình vừa mới đi ra ngoài phơi nắng về. Bữa nay là tinh thần của mình có vẻ ổn định hơn và giọng của mình nó cũng đỡ khan tiếng hơn rồi. Nói chung là mọi cái đều tiến triển tốt đẹp. Mình mới ra ngoài phơi nắng để cho nó diệt bớt vi khuẩn đi và cho không khí nó được trong lành một chút xíu. Bây giờ mình sẽ uống thuốc của bác sĩ cho thôi, uống thuốc kháng sinh. Lúc nào cũng phải có nước ấm hết trơn á. Thuốc bác sĩ cho là một ngày mình sẽ uống 2 lần, uống buổi sáng và uống buổi chiều. Uống thuốc xong rồi chút xíu là phải xông xông dầu gió xanh rồi xông lá. Bữa nay mình báo mọi người biết là nhà mình 5 người thì là 5 người đều test là bị Covid hết rồi, nên là nguyên gia đình là bị Covid hết rồi. Nói chung là tinh thần của mọi người là cũng ok, không có sao hết, tại vì là mọi người cũng đã chuẩn bị trước rồi. Khi mà mấy đứa nhỏ nó đi học quá thì là cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi. Mình pha nước ấm để uống thuốc. Đầu tiên là cái thuốc này, một ngày 4 viên. Hôm nay là uống thuốc này là ngày thứ 3 rồi, thì là bây giờ là uống 2 viên. Xong rồi cái thuốc kháng sinh này, một ngày 1 viên. Xong đến thuốc ho, thuốc ho trước khi uống phải lắc lên. Bữa nay mình đỡ ho rồi. Cái này một ngày 3 lần. Biết là mình bị Covid á, nên là hôm nay là có một người chị đã là order cho mình cái đồ để đo cái oxy trong cơ thể, oxy trong máu á, thì mình nghĩ cái này rất là tốt. Cái này là mọi người có thể là chuẩn bị ở trong nhà để mà khi nào có dịp cần thì là có thể sử dụng được. Tại vì là mình, nếu như cái lượng oxy mà nó thấp quá đó là mình phải đi bệnh viện, không thôi là không có tốt. Để mình mở đây, mình cũng chưa biết cái này bao giờ. Đây, nó như vậy, ở trong nó như vậy, nó có cục pin, có cái dây. Cái này là để giấy hướng dẫn sử dụng thôi. Thì mình mở cái cục pin ra và mình cho vô ha. Nó hơi chắc. Đây, cái này thì là mọi người cũng nên chuẩn bị trong nhà của mình một cái thì cũng rất là tốt. Không biết sao cho pin vô. Một bộ này là có pin ở trong luôn để mình xài. Ráp pin vô. Rồi. Xong rồi đóng lại. Rồi. Để mình thử nha. Đây,
hỏi chị làm sao. Không biết xài nữa. Bấm nút cái nó lên này nè. Đút ngón tay lên thì phải. Để mình coi. Mình cũng không có biết xài cái này nữa. Đúng rồi. Cho cái ngón tay trỏ vô. Rồi mình cho thử ha. Bên nào? Bên này. Coi thử đo làm sao. Mọi người thấy không? Đây. Cái màn hình nó hơi ngược. Để mình quay lại. Đây. Máy nó chạy nè. Nó đo nhịp tim. Và nó đo cái lượng oxy. Cái này thì là chị mình nói là nên trang bị trong nhà thì cũng rất là tốt. Để mà đề phòng trường hợp cấp bách á, thì là bệnh nhân bị Covid ấy, thì là có thể là giữ được, có thể là theo dõi được cái bệnh, theo dõi được cái nhịp tim và cái lượng oxy ở trong máu. Nói chung là hiện tại thì tình hình sức khỏe của mình là cũng khá hơn rồi. Chưa cả cảm thấy là rất là vui. Và những người trong gia đình thì cũng không có ai lo lắng gì nhiều. Trong cái bữa ăn hôm nay thì là mọi người ăn uống. Xong rồi là mình có rót cho mỗi người một cái ly nước ngọt. Xong rồi cũng ly. Rồi mọi người nói Happy Covid Day. Tức là lần đầu tiên ở trong cái bàn mà có tới 5 người bị Covid luôn. Nên là tự nhiên cái lúc đó mọi người ai cũng cười, đau bụng luôn. Nói chung là cái tinh thần nó thoải mái thì là cái bệnh của mình nó sẽ mau hết. Và mọi người cố gắng là khi bệnh thì cũng nên giữ bình tĩnh và cố gắng ăn uống điều độ. Và nếu mà chưa bị bệnh thì là mình chuẩn bị những cái thuốc nào mình cần á, Tylenol, rồi thuốc ho, rồi dầu gió xanh, rồi vitamin. Những cái đó rất là quan trọng. Nếu không bị Covid hoặc là bị cảm cúm á, thì là mình có thể là mình chuẩn bị sẵn ở đó. Thì lúc nào mình cũng có emergency để đề phòng. Khi mà chưa có liên lạc được với bác sĩ thì sốt là mình cũng có thuốc. Rồi mình có những cái thuốc đó mình uống để mình hạ sốt trước khi mình lấy tòa bác sĩ. Không thôi thì là nó sẽ làm cho cơ thể mình bị nặng hơn thì sẽ là không có tốt. Có một số người hỏi Suka đó là lây Covid từ đâu. Thì là thực ra là bên Mỹ á, là con nít ở trong trường là đã học online là 2 năm nay rồi. Rồi năm nay đó là năm thứ, cái mùa thứ ba là Covid đó, thì là tình hình ổn định nên là các bé đi vô trong trường học. Nhưng mà các bé vô trong trường học đó là chỉ đeo khẩu trang ở trong lớp, còn ra ngoài sân chơi là không có đeo khẩu trang, và trong giờ ăn đó là không có đeo khẩu trang. Và trong giờ ăn đó là một lớp đó là mấy chục đứa mà ngồi như vậy á, thì là cũng sẽ dễ dàng lây. Nên là khi mà các bé mà đi học thì là mình đã chuẩn bị cái tinh thần trước rồi. Nên là mình cũng không có ngỡ ngàng khi mà biết là mình bị Covid. Thì là mình cũng đã chuẩn bị hết mọi thứ, chuẩn bị thuốc, chuẩn bị tinh thần, everything. Và mình cũng đã nghiên cứu rất là kỹ những cái gì sẽ xảy ra, những cái gì đã sẽ xảy ra. Nên là mình cũng cảm thấy ok. Hy vọng là mọi người cũng sẽ chuẩn bị cho mình tinh thần trước. Và để khi mà mình bị bệnh thì là mình sẽ dễ dàng xử lý các mọi tình huống và không có ngỡ ngàng, và sức khỏe của cơ thể mình nó không có bị suy sụp và từ từ là sẽ ổn định hơn. Chúc mọi người luôn vui khỏe và thành công vượt qua dịch bệnh Covid này. Bye bye.